Tiếp tục qua việc anh chị ạ. Lô đất này 66m2, thành phố Di An, phường Tân Đông Hiệp, 2 tỷ 3, gần trung tâm y tế thành phố Di An. Đó, để anh chị dễ hình dung nha. À, đây là khu dân cư luôn. Nằm trong khu dân cư quy hoạch đẹp quý anh chị nhá. Ở trong đây nhà cửa cũng rất là nhiều rồi quý anh chị ạ. Thì ngày hôm nay em mang tới cho anh chị mình lô đất này. À, dài 16m5, ngang 4m. Để dễ hình dung giống căn nhà này. Căn này này, 66m như nhau hết anh chị nhá. Ngang 4, dài 16m5, hướng chính tây. 2 tỷ 3, thương lượng thoải mái cho anh chị mình luôn. Lô này nó rẻ quý anh chị nhá. Nếu mà trong khu vực này là gọi là rẻ nhất, rẻ số 1 luôn quý anh chị. Lý do rẻ thì thực tế thì nó như thế này. Đây. À, nếu anh chị nào mà không ngại cái vấn đề mà ở giữa đường này quý anh chị ha, thì mình có thể tham khảo lô đất giá rẻ này. Đó, rẻ là đều có nguyên do hết quý anh chị nhá. Nó cái này gọi là đâm đường quý anh chị ạ. Cái này người ta gọi là đâm đường quý anh chị nhá. Thì đây là một lô đất rẻ hơn thị trường rất là nhiều. Ở trong đây nếu mà tầm này mà nếu mà không có bị đâm đường này thì giá nó sẽ cao rồi quý anh chị ha. Nó phải ở ngưỡng khoảng 2 tỷ 6 ở ngưỡng đó quý anh chị nhá. Rồi đường xá hạ tầng này. Vỉa hè 3 m mỗi bên, rải nhựa lọt lòng 6 m, tổng 12 m, gọi là thông hai đầu, dạng thông bần cờ, khu dân cư này. Đó. Hiện tại bây giờ ở cũng khá khá rồi quý anh chị, hai lầu một trệt, ở trong đây xây hai lầu một trệt quý anh chị. Đây, bên đây xây quát rồi. Trong đây em có nhà có đất đầy đủ hết anh chị nhá, cho anh chị tham khảo tha hồ nhá. Đấy. Thì bất động sản ngày hôm nay em mang tới là khu dân cư tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, ngay bên trung tâm y tế Di An. Chỗ đây là khu dân cư Lê Phong anh chị nhá. Đó. Thì em sẽ quay hàng xóm cho toàn thể anh chị mình xem. Ở trong đây người ta xây cũng khá khá rồi. Ở đây xây hai lầu một trệt giống như em nói nhá. Đường này thông bần cờ đó quý anh chị ha. Hướng này mình ra đường DT743 và ra trung tâm y tế Di An, ra đây 500m không tới đâu, gần lắm, 300-400m thôi. Đó. Lô đất mình đây nhá. Lô này quý anh chị nhá. Quay đi quay lại thì mình vẫn phải quay cái lô đất cho nó chính xác. À, tính từ mép nhà này ra số nhà 27 quý anh chị thấy không? Đó, bỏ chỗ này bỏ một lô, chỗ này bỏ một lô, lô của mình đây. Không vướng gì luôn, đẹp luôn. Cái gốc cây này giữa hai nhà, ngang 4m tính từ gốc cây này ra, vỉa hè 3m, đẹp quý anh chị nhá. 66m2, 2 tỷ 3 thì bây giờ mình nói về giá khu vực đi anh chị. Nếu mà ở khu vực phường Tân Đông Hiệp mà gần trung tâm y tế Di An với tầm tiền 2 tỷ 3 thì rất là khó để sở hữu một lô đất 66m2 và đường khu dân cư thông bằng cờ như thế này quý anh chị nha. Đường trong hẻm thôi là cái tầm này nó cũng đã hiếm, cũng khó rồi quý anh chị ha. Tuy cái lô này nó có một cái điểm yếu thì nó ở giữa đường nhưng mà thực tế thì nó rất là rẻ. Thì nó sẽ phù hợp cho anh chị nào mà không ngại cái vấn đề mà ở giữa đường quý anh chị ha. Đây quay lại cho anh chị mình xem này. Đó, ở giữa đường này quý anh chị ha. Hay còn gọi là ngã ba đường đó quý chị ha. Thì anh chị sẽ tham khảo lô đất này thì nó có điểm yếu là ngã ba đường nhưng mà lợi thế là nó rẻ quý chị ha. 2 tỷ 3 còn thương lượng mà anh chị, thương lượng chính chủ mà, gặp trực tiếp chủ sổ hồng riêng, mua bán công chứng chuyển nhượng sang tên, có hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị, hướng chính tây dành cho anh chị Tây Tứ Trạch. Nhưng mà anh chị yên tâm nhá, tại vì trong tất cả các khu dân cư thì đều phải có những cái lô như thế này, thì những cái lô như thế này nó phải rẻ, tại vì nó ở giữa đường thì nó rẻ, nhưng mà những cái lô này sẽ ở kín ở full hết, nhưng mà thực tế thì đa số thì khách hàng sẽ không thích những cái lô như thế này. Nhưng ở bên cạnh đó vẫn có những khách hàng thích những cái lô như thế này, tại vì nó rẻ quý anh chị ha. Tuy là nó xấu nhưng mà nó rẻ quý anh chị nhá. Đó, thì sẽ phù hợp với rất là nhiều anh chị. Đó, nếu mà anh chị nào không quan ngại về cái vấn đề mà ở giữa đường. Đó, thì em cũng đi vào chi tiết để cho toàn thể anh chị mình dễ hình dung. Cũng giống như cái lô đất ở bên đây. Đó, cái chỗ vây tôn đó thì nó cũng là có hai cái lô giữa đường luôn quý chị này. Đó, hôm trước em cũng bán một cái lô kế bên đó đó. Đó quý anh chị ha. Đó, thì cái này là tùy theo nhận định của mỗi người thôi. Đó, nhưng mà cũng phải quay chi tiết cho toàn thể anh chị mình biết được thực tế cái lô đất giá rẻ này. Rồi, 2 tỷ 3 mình còn thương lượng chính chủ, có hỗ trợ ngân hàng, đất trong khu dân cư Lê Phong tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, gần trung tâm y tế Di An cho dễ hình dung. Chỗ này ra Bixigo, ra trung tâm hành chính Di An là 2km anh chị nha, chạy theo đường Hai Bà Trưng nối dài nha. Còn ra ngã tư Bình Thông ra quốc lộ 1K là tầm 1km quay đầu anh chị nha. Nói chung gần trung tâm y tế Di An cho dễ hình dung. Rồi, 2 tỷ 3 còn nói chuyện, anh chị thấy phù hợp và việc